Hai chào anh em bảo chị lượng, mình là Tờ Lũ SC8, đang ra quán ăn, tranh thủ quay video luôn các bạn nhé. Nên là mình sẽ không có bình luận sau lời giới thiệu này đâu. Đang ăn sáng rồi, với ảo nó cũng hơi ồn một tí. Như nào nhỉ? Cày vãi các bạn ạ. Lại là tay một hit bay màu. Đây là lần thứ N. Hắn lưng tay trên của mình. Lần này hình như là top 4 hay top 3 gì đấy. Các bạn thể thấy mốc rất xa nhau. Chúng ta hãy xem một hit bay màu đã lưng tay trên của mình như thế nào nhá. Và tối nay đáng nhẽ mình không live stream, nhưng mà vì tay này nên mình sẽ lại live stream để bảo toàn lực lượng, cách bảo vệ thành quả cách mạng các bạn ạ. Hình như không hiểu gì mà hắn hôm nào hắn lưng tay trên của mình. Một tuần nữa 3-4 buổi các bạn ạ, cay lắm. Cùng xem nhé. Cho em được sắp bánh cuốn đấy. Ăn chả gì em? Chả lợn nhá. Vâng, chả lợn. Yeah.
Chi tiết nhào tối nay các bạn nhé.